Đội tuyển xuống hơi 10m nữ Trung Quốc đã ghi tên mình vào lịch sử tại ASEAN 19. Bộ đôi Zhou Ziyaki và Qiu Xiubing đã trở thành người đầu tiên giành tấm HCV cho đoàn thể thao chủ nhà trong kỳ Á vận hội này, diễn ra tại Thiên đường hạ giới, Hàng Châu. Hai cô gái này đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trong nội dung đôi hai chèo hạng nhẹ với thời gian 7 phút 6 giây 78. Ngoài tấm HCV của Zhou và Qiu, đội tuyển xuống hơi 10m nữ Trung Quốc còn tiếp tục thống trị ở nhiều nội dung thi đấu khác. Họ đã xuất sắc giành tấm HCV trong các nội dung như đôi hai chèo hạng nhẹ nam, đôi hai chèo nam hạng nặng, rồi 8-1 chèo nam, đôi hai chèo nữ hạng nặng và 4-1 chèo nữ. Trong nội dung xuống hơi 10m nữ, đội tuyển Trung Quốc có sự tham gia của ba xạ thủ xuất sắc Han Jiayu, Wang Yuting và Wang Chelin. Họ đã biểu diễn xuất sắc và thiết lập một kỷ lục mới của châu Á với tổng điểm số lên đến 1896,6 điểm. Kỷ lục trước đó cũng do một đội tuyển Trung Quốc nắm giữ với điểm số 1893,0. Tấm huy chương bạc và huy chương đồng trong nội dung xuống hơi 10m nữ lần lượt thuộc về các xạ thủ của Ấn Độ, bao gồm Ramita, Asi Chopsi và Mehuli Ghosh với điểm số 1886,0 điểm, cùng với bộ ba Naninjaya Ganiat, Yesuen Uimbat và Naranchuya Chuluan Banrek của Mongol với điểm số 1880,2 điểm.